Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Nhận ra bổn lai diện mục. Mục đích của chúng ta tham gia thiền thất là cầu khai mở trí huệ, trở về tận cùng gốc gác của mình, tuyệt đối phải nhận ra bổn lai diện mục. Bổn lai diện mục của chúng ta ra sao? Cùng với chư Phật là một, chẳng sai khác. Có điều chúng ta là chúng sinh không có trí huệ nên không nhận ra nó, và cũng từ nguyên nhân đó mà trở thành điên đảo, quay đầu lộn đuôi, sinh tử trong cảnh mơ mộng hỗn độn, thậm chí còn biến hiện thêm, khiến cho đã là mê càng thêm mê, đã ở trong mộng còn thêm mộng, trong chỗ điên đảo còn thêm điên đảo. Vì sao đến nỗi như vậy? Bởi vì không được gặp thiện tri thức, không được ai mách bảo lối về quê hương, tức con đường tìm về bổn lai diện mục. Nay, rất đông thiện tri thức tụ hội tại đây, cùng nhau hướng tới con đường rộng lớn, quang minh để tìm về bổn lai diện mục. Đúng là, thập phương đồng tụ hội, giai kỳ học vô vi, thử thị tuyển Phật trường, tâm không cập đệ quy. Nghĩa là, mười phương cùng tụ hội, ai nấy học vô vi, đây là trường tuyển Phật, tâm không đậu vinh quy. Quý vị thiện tri thức từ mười phương tới Bát Nhã Đường này cùng nhau học tập pháp vô vi. Bát Nhã Đường chính là trường tuyển Phật. Ai tới được chỗ vô nhân, vô ngã thì người đó được chấm đậu. Ai không buông bỏ nổi, kẻ đó bị đánh rớt. Ai được tâm không đây, người đó được đỗ trạng nguyên. Lúc đó áo gấm về làng, rạng rỡ tổ tông. Như muốn làm kẻ đại trượng phu, đại anh hùng, vậy phải ngồi xuống tham thiền mới có thể đạt mục đích. Đại anh hùng chính là bậc đại giác chính là Phật. Ngồi thiền mà đạt tới cảnh giới vô ngã thì chân có đau cũng không hay, lưng có mỏi cũng không biết. Trong không cảm thấy thân tâm, ngoài không biết có thế giới, tới lúc đó trong khoảnh khắc bừng lên đại ngộ, vốn là như thế. Nếu rõ ràng có ngã thì có cái ngã ở chỗ này. Quý vị ở tại chỗ này, ai không ở tại chỗ này? Không ở tại chỗ này cũng là ai đó, không ai ở tại đây cũng chẳng ai không ở tại đây, cho nên gọi là vô ngã. Nguyên do vì không có tại nên mới không có ngã. Nếu còn có tại thì còn có ngã tại. Có tại thì đúng ra phải là tự tại chứ không phải ngã tại. Tự tại không thể có ngã. Nếu có ngã thì không phải tự tại. Có ngã nên mới sanh lắm chuyện phiền phức, kể ra không thể hết được. Nào ngủ chẳng đủ, tinh thần không khoan khoái, ăn chẳng đủ, bụng không dễ chịu, mặc không đủ, thân thể ớn lạnh. Bởi đâu mà có những hiện tượng đó? Bởi chưng có cái ngã. Muốn không có ngã chỉ còn một biện pháp, đó là đến thiền đường mà ngồi thiền, thiền tới thiền lui, thiền cho tới lúc đạt được vô ngã, đạt được cảnh giới gọi là vô nhân, vô ngã, quán tự tại, phi không phi sắc kiến Như Lai. Tới lúc đó thì tự tại vô cùng, tự khắc sẽ biết bổn lai diện mục là như thế nào. Tuy nhiên, tới được cảnh giới đó chẳng phải là dễ dàng. Bởi vậy, mới cần phải gắng sức nhẫn chịu, chịu đựng mọi thống khổ, mọi sự gian nan. Như quả qua được cửa ải này thì sẽ gặp được một sự thống khoái, chính là ăn bằng niềm vui thiền duyệt và sống trong pháp hỷ. Bất luận là một công việc gì, buổi đầu tương đối khó khăn, lâu dần sẽ thành quen, không cảm thấy khó nữa. Ngồi thiền cũng như vậy, trong thiền đường cố gắng chịu đựng, khi đã chịu đựng được rồi thì không còn cảnh giới nào làm cho dao động. Vậy là đã có chút ít định lực. Có một chút định lực tức sẽ có chút huệ lực, tích tiểu thành đại. Khi huệ lực đầy đủ thì tự khắc khai ngộ. Ha ha ha, 问什么的说呵。